Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Last Radio Thì ở tập ngày hôm qua, Hàng Lập cùng Tử Linh Phải nói là Hàng Lập dắt Tử Linh đi ra thiên ngoại hư không để tu luyện Để đột phá Đại La Trung Kỳ đến Đại La Hậu Kỳ Nhưng mà hắn không có đột phá được, gặp bình cảnh Vì vậy mà hắn quyết định sẽ đưa Tử Linh đi du ngoạn khắp thiên hạ Để... Sao ta? Tâm cảnh nó bình ổn lại Rồi có thể may mắn mà tấn cấp Đại La thì uh, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì mọi người tiếp tục nghe đến tập 305 được mang tên là Du lịch thiên hạ của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. <laughs> Bác Trú Tiên Vượt là một tiên vực cỡ nhỏ ở chân tiên giới thiên địa nguyên khí cũng không nồng đậm chỉ vì bầu trời tiên vực này thường xuyên xuất hiện hiện tượng cực quan lộng lẫy không gì sánh được mà nổi danh đương nhiên chuyện này là nói đến tiền nhân thái ức cảnh trở lên còn người có tu vi dưới kim tiên cảnh khả năng cả đời cũng chưa chắc rời khỏi nơi tiên vực mà mình sinh ra người tu vi thấp hơn thì ngay cả chỗ đại lục của mình sống cũng chưa hẳn đã rời đi đừng nói đến tùy tâm sở dục ngao du tại các đại tiên vực khác Kỳ thực là tuyệt đại đa số tu sĩ cấp cao, ngoại trừ số rất ít, hiếm có người từ bỏ bế quan khổ tu mà ngao du tứ phương du lịch. Cho dù thành tiên nhân cao giai cũng sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để tiếp tục tăng cường, tăng trưởng tu vi của chính mình. Vùng cực Bắc, Bắc Trú Tiên Vực Trên một mảnh đại lục quanh năm băng phong, có một tòa thiên bọc sơn mạch, đỉnh núi tuyết động từng đóng, cao vút trong mây. Sau khi băng tuyết hòa tan, nước tụ hợp lại thành thác nước, cả tòa sương mạch với thế núi kỳ lạ tạo thành mấy ngàn thác nước to to nhỏ nhỏ tráng lệ không gì sánh được mỗi khi cực quan xuất hiện thác nước chiết xạ ra cực quan trên trời toàn bộ dãy núi sẽ bao phủ trong mỹ cảnh cực kỳ mộng ảo khiến cho người ta say mê lúc này tại đỉnh núi hai người một nam một nữ đang đứng song song với nhau chính là hàng lập và tử linh đã biến ảo dung mạo thưởng thức mỹ cảnh tựa như ảo mộng chung quanh Thiên sào hồ ở Ngọc Hồ Tiên Vực, hồ này chứa nhiều thượng phẩm linh ngọc, trong hồ quanh năm cuồn cuộn sương mù, mà sương mù lại biến hóa theo thời tiết khác nhau, khi thì màu trắng, khi thì tím, khi thì màu hồng phấn. Biến ảo sương mù bực này lại thêm thượng phẩm linh ngọc, khiến cho thanh danh thiên sào hồ lan xa. Một chiếc thuyền con nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ, hàng lập và tử linh đi trên thuyền du ngoạn ở trên hồ. Thân sắc không màng danh lợi, bình tâm đánh cờ, hỏa điểu sơn mạch ở thiên hỏa tiên vực bởi vì nhiều chỗ ngọn núi có hình dạng như chim bay nên có tên gọi đó dưới mặt đất nơi đây là nham tương quay cuồng thường xuyên có địa hỏa từ những đỉnh chớp đỉnh núi như chim bay này phun trào ra phản phất như vô số con chim bay khổng lồ phun ra thiên viêm trên một ngọn núi lửa đã tắt hàng lập và tử linh đang đứng kề vai sát cánh thưởng thức kỳ cảnh vạn hỏa phun trào lục nề chịu trạch thần bí của lưu lan tiên vực hồng nhược hải dương của thương hải tiên vực phong bạo sơn mạch của huyền phong tiên vực vân vân những tiên vực kỳ lạ của chân tiên giới này hàng lập và tử linh đều nhất nhất tìm đến tham quan lấy tu vi hàng lập bây giờ động tốc cực nhanh vượt qua một chỗ tiên vực cũng không tốn bao nhiêu thời gian cả Nắng ngủi hơn 200 năm hai người đã đi qua hai ba mươi tiên vực gặp qua vô số cảnh đẹp kỳ lạ dị vực phong tình bất quá chân tiên giới thực sự quá lớn những nơi bọn hắn đi qua so với toàn bộ chân thiên giới bất quá chỉ có một góc thôi bởi vì kiên kỵ thế lực của thiên đình và luân hồi điện hai người đều đi đến tiên vực cỡ trung tiểu mà lại không ngừng biến ảo dung mạo một đường đi tới rất là trôi chảy cũng không bị người ta nhận ra tây bộ phi dược tiên vực nơi đây có một dãy núi liên miên phía trên dãy núi một đầy một loại cây trúc màu máu từ trên cao nhìn xuống phong cảnh toàn bộ dãy núi cực kỳ tráng lệ mỗi lần gió nổi lên huyết trúc lâm theo gió lay động thanh âm ào ào phản phất như sóng cả quay cuồng cho nên có lời ca tụng trúc hải khá nổi tiếng gần huyết trúc sơn mạch có một thành nhỏ là ngọc sơn thành cao nhất ở trong thành là một tòa tiểu lâu ba tầng hàng lập và tử linh đang ngồi gần cửa sổ bọn hắn đang uống một loại rượu ngon màu đỏ tươi tản mát ra trận trận thanh hương lá trúc kỳ dị chính là dùng rễ huyết trúc sản xuất thành rượu ngon huyết trúc hải quả nhiên là danh bất hư truyền còn có huyết trúc tửu này nữa, mặc dù là phàm tửu thôi, nhưng hương vị cũng rất tốt đó, thực sự không uống công chuyến này. Tiểu Linh bưng chén rượu lên nếm thử một miếng rượu ngon, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Hàng Lập uống một hơi cạn sạch chén rượu khẽ gật đầu. Hắn có thể xưng là đại gia trong việc dám thưởng rượu ngon. Huyết trúc tửu này, mặc dù là đồ vật phàm tục, mùi rượu lại cho người ta một loại tang thương rất khó có được. Hàng Lập đặt chén rượu xuống, nhìn xuống phía dưới, trong thành người đi đường như thôi đưa rộn rộn ràng ràng lúc trước ở trong không gian hoa chi hai mươi vạn năm trong lúc hắn cảm ngộ thiện thi thì hắn cũng đã tu luyện hai tầng luyện thần thuật cuối cùng rồi tiến cảnh nhanh chóng bây giờ hắn đã tu thành tầng thứ sáu của luyện thần thuật thần thức lần nữa tiến nhanh giờ phút này hàng lập không triển khai thần niệm dò xét nhưng toàn bộ ngọc sơn thành đều đã thu hết vào trong mắt ngọc sơn thành là thành trì phạm tục trong thành tụ tập các loại nhân vật tam giáo cửu lưu quan viên thư sinh thương nhân võ giả nông phu lại có rất nhiều tên ăn mày nữa nhiều loại thanh âm tràn ngập vô số cảm xúc phức tạp có vui có giận có buồn có chán còn có chấp nhất tham lam cừu hận các loại đập phòng mặt hàn lập đột nhiên khẽ thở dài một tiếng chăm một chén rượu uống một hơi cạn sạch sao vậy tiểu linh nhìn lại hỏi ờ à, không có gì chỉ là có chút cảm khái hồng trần muôn màu bất luận là người phạm tục hay là tu sĩ chúng ta cũng không khỏi bị cuốn vào trong đó. Không ai có thể siêu thoát được. Hàng Lập từ tốn nói. Tiên nhân chúng ta mặc dù thọ nguyên rất lâu, gần như không chết, cũng dù pháp thoát khỏi ân oán tình cừu, gút mắt thế sự. Tiểu Linh cũng đặt chén rượu xuống thở dài. Hàng Lập nhìn về phía nơi xa im lặng không nói. Hàng Huynh, người cảm ứng thiện thi vẫn không tiến cảnh sao? Tiểu Linh hỏi. Hàng Lập im lặng lắc đầu, hai đầu lông mày hiện ra một tầng u sầu. Người đã bồi ta hơn 200 năm rồi, đi qua rất nhiều nơi ta rất thỏa mãn rồi. Nếu không từ ngày mai, á, người hãy chuyên tâm bế quan đi. Có lẽ trong những năm này cảm ngộ, có thể có thu hoạch đó. Tử Linh im lặng một lát rồi nhẹ nhàng nói. Sự tình trảm thi khác với tu luyện mà, cũng không phải cứ luyện tập nhiều là có thể tìm ra đâu. Nếu không chân tiên giới này, tại sao có nhiều người dừng bước tại đây vậy chứ? Ta có cái loại dự cảm, mấu chốt tiếng dài đại la hậu kỳ á, là trong trần thế này, chúng ta hay là đi chung một chút nữa đi, tìm thêm cơ duyên vậy. Hàng lập lắc đầu nói như thế. Tử Linh nghe như vậy trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu nhẹ. Hàng lập cầm bầu rượu lên rót đầy chén cho hai người, đối ẩm một chén. Lăng dân lão thần tiên kia tới lên một thanh phi kiếm ha, bạch quan kia chạy đến gã hăng trượng, ánh sáng nhật nguyệt kia đều phải ảm đạm, nguyệt long kia lập tức bị dọa đến hồn bất phụ thể, quay người định chạy trốn, nhưng mà chạy trốn đến nơi nào được chứ, chỉ thấy kiếm quang kia lóe lên, một chân trước của nguyệt long bị chém đứt ra luôn, lòng huyết đỏ tươi hả, như tút nước xuống vậy đó, ở trong khoảnh khắc đã nhuộm đỏ đầm nước luôn á. một thanh âm truyền đến là một lão giả trên tiểu lâu đang kể chuyện, lão kể chính là một số sự kiếm tiền trừ hại cho dân. phi dược tiên vực cực kỳ coi trọng ranh giới tiên phàm, người tu tiên cấm xuất hiện ở trong phàm tục, cho nên đối với dân chúng tầm thường thì tiên nhân mờ mịt và thần bí là đề tài nói chuyện thu hút nhất. Lão này kể chuyện hấp dẫn, cố sự cũng đặc sắc, vây quanh không ít khách uống rượu. Nghe chuyện khách uống rượu phụ cận đều ồ một tiếng, mắt không chớp nhìn chằm chằm lão thuyết thương nhân này, chờ đợi đoạn sau. Lão thuyết thương nhân không lập tức mở miệng, bình chân như vậy ho khan một tiếng, nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Cùng lúc đó, một thiếu nữ áo xanh 15-16 tuổi bên cạnh của lão chậm rãi đi ra, giơ một cái rổ, khuôn mặt tươi cười uyển chuyển thi lễ một cái về phía đám người. Đây là mở miệng đầu tiền người kể chuyện kể qua thực không tệ lại thêm thiếu nữ này có khuôn mặt thanh tú động lòng người không ít tửu khách tự nhiên nhau nhau khẳng khái mở hầu bao ném tiền vào rổ thuyết thư tiên sinh cười âm quyền chào hỏi những khách nhân này hàng lập nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười hắn từ nhỏ sống ở trong sơn thôn thuyết thư bực này cũng không có cơ hội được nghe tối đa cũng chỉ nghe người ở trong thôn ra bên ngoài kể một chút về thế giới ở bên ngoài thôi thì đó chính mình không khác những khách uống rượu này càng đầy thu hút đối với thế giới không biết tên ở bên ngoài kia và những sự tình màu sắc sặc sỡ được người ở trong phàm tục lưu truyền là thường thoại kia thiếu nữ áo xanh cúi đầu nhạt tiền nàng này vốn da thịt trắng nõn lúc này lộ ra một đoạn cổ trắng nõn nà càng tăng thêm dung mạo xinh đẹp có mấy khách nhân vô lại lớn tiếng trêu chọc khen dáng dấp của cô nương rất đẹp mắt và mặt thiếu nữ áo xanh cực mỏng lập tức trên mặt ửng hồng nhưng cũng không đình chỉ nhạt tiền chỉ là không ngừng dùng rỗ che hai cái gò má bộ dáng thẹn thùng nửa kính nửa hở này càng làm cho mấy tên vô lại kia thèm nhỏ dãi không thôi. Thiếu nữ tự hồ cảm giác được ánh mắt của mấy người này bất thiện, vội vàng nhặt tiền xong liền lui xuống. Trong mấy tên vô lại kia, một thanh niên phục sức xa hoa, dung mạo, hèn mọn. Ngay lúc thiếu nữ đi qua, đột nhiên cười quái dị một tiếng, đưa tay một phát, bắt được cổ tay thiếu nữ. Thiếu nữ mặc áo xanh kia lập tức a à một tiếng, hét ầm lên. Trong miệng thanh niên mặc hoa phục kia nồng nặc mùi rượu, tựa hồ đã uống đến thần trí không rõ đưa tay sờ cầm thiếu nữ trêu ghẹo <laughs> tiểu nương tử dáng dấp cực kỳ mỹ lệ của ta nè ngươi là người phương nào vậy đừng đi thiếu thư làm gì nữa ca ca dẫn ngươi đi ăn đồ ngon nghe sao <laughs> mặt mũi thiếu nữ áo xanh tràn đầy vẻ kinh hoảng lớn tiếng cầu cứu thiếu thư lão giả kỳ hoảng hồn chạy tới cứu thiếu nữ ra lại bị thanh niên mặc hoa phục kia đẩy ra thanh niên tựa hồ có võ công lực tay không nhẹ thân thể của lão giả văng ra đánh vỡ một mảnh lan can phun ra một ngụm máu tươi cả người uể oải ngã xuống da yeah, da yeah. thiếu nữ áo xanh kêu khóc ra sức dãy dụa lại không tránh thoát được chút nào những tửu khách trên lầu thấy nhiễu loạn như vậy thì một ít người nhát gan nhau nhau rời đi hàng lập nhíu mày trong mắt lóe lên một tia không vui nhưng vẫn ngồi tại chỗ cũ cũng không động đậy loại sự tình đùa giỡn con gái nhà lành này trong phàm tục có thể nói là nhìn lắm mà thành quen cơ hồ mỗi thời mỗi khác đều xảy ra cũng không tính là việc đại sự gì ngược lại đám người nghe kể chuyện trước đó trong lòng bất giác có chút xúc động chư vị khách quan nè tiểu điếm làm ăn nghiêm chỉnh kính xin mời chư vị an tọa ngay tiếp tục thưởng thức biểu diễn đi còn bên kia nữa chớ nên gây gỗ không vậy quấy rầy người khác được kìa tiểu nhị lập tức chạy tới ôn tồn khuyên giải nào nào tụi tao đến tủ lâu của người ăn chơi nha cũng đã trả hết tiền rượu thật rồi đó ông để muốn làm gì thì làm chứ người màu cút sang một bên tao đập chết cha mày bây giờ một tên vô lại khác nhảy ra túm áo tiểu nhị trợn mắt quát tháo ầm ĩ thách quan nói đúng lắm nhưng chưa vị huyên náo như vậy sẽ dọa những vị khách khác chạy hết mất thôi chút sinh ý của tử lâu chúng ta làm sao có thể tiếp tục duy trì đây chứ mấy vị thoạt nhìn rất lạ mặt nha hẳn không phải là người ở trong thành rồi ông chủ của tủ lâu chúng ta chính là kim đại quan nhân của bổn thành khách quan cần phải suy nghĩ thật kỹ nha đắc tội ông chủ của chúng ta cũng không phải chuyện tốt gì đâu tiểu nhị cũng chẳng úy kỵ nữa liền không nhanh không chậm nói ra chỗ dựa của mình đám vô lại xung quanh lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cái gã thanh niên vận hoa phục kim đại quan nhân hả là cái thằng kim phú quý gì đó đó hả nó cùng lắm chỉ là một đứa quản sự nho nhỏ của kim long bang ta mà thôi vậy mà cũng dám xưng là quan nhân trước mặt bổn thiếu gia hả gã thanh niên vận hoa phục cười lạnh vẫn nắm chặt cổ tay của cô bé áo xanh tựa như đang túm lấy một chú thỏ trắng bé nhỏ vậy hả à, các ngươi là người của kim long bang hả tiểu nhị hốt hoảng kêu lên mắt chó của người mù rồi hay sao hả dữ này chính là con trai duy nhất của bang chủ kim long Bang đó tên vô lại vẫn sức ném tiểu nhị qua một bên khiến cho kẻ tội nghiệp này ngã lăn mấy vòng tiểu nhị vừa biết được bối phận của gã thanh niên áo hoa liền á khẩu hai tay ôm đầu nằm rạp ở trên mặt đất thân hình rung lên cầm cập hoa phục thanh niên vừa đắc ý ghé mắt nhìn cô bé áo xanh vừa nuốt xuống một ngụm nước miếng tên này không thiếu gì nữ nhân nhưng người ngây thơ nhu mì như vị tiểu mỹ nhân trước mắt này quả thực vô cùng khó gặp Đuổi hết những người khác đi Gã thanh niên áo hoa hắn giọng Gã vừa dứt lời thì mọi người ở bên trong tiểu lâu ai nấy đều biến sắc Chẳng cần người đuổi mà bọn họ liền người lăn kẻ bò Nhào nhào bỏ chạy Trong nháy mắt toàn bộ khách nhân và tiểu nhị đã mất hút Chỉ còn lại hai người hàng lập và tử linh vẫn điềm đạm ngồi lại Các cô đừng có tự chuốt lấy phiền toái vậy chứ Mau cút đi Một tên vô lại nhảy sổ đến trước mặt hai người Lớn tiếng nạt nộ Trước đó tử linh đã huyển hóa thành một nữ tử dung mạo bình thường, nên đám vô lại kia cũng chẳng mảy may chú ý. Ánh mắt của Hàng Lập vẫn lạnh lùng như cũ. Chứng kiến đám người kia chăm chú lắng nghe lão giả kể chuyện vừa vặn khiến cho hắn hồi tưởng lại một chút ký ức xa xưa. Trong lòng dường như đã có chút minh ngộ, nhưng giờ đã bị mấy tên vô lại này cắt ngang. <laughs> Mất hứng! Hắn hừ nhẹ một tiếng, công ngón tay búng ra vào cái hộp đũa trên bàn. Hộp đũa hơi lắc lư một chút liền đứng yên như cũ, cổ tay của cả đám vô lại liền đột nhiên tung tóe máu tươi tên nào cũng bị một chiếc đũa bắn xuyên qua bọn chúng lúc này mới kịp phản ứng đồng loạt ôm cổ tay mà hét thảm gã thanh niên vẫn hoa phục cũng chịu chung số phận bị một chiếc đũa đâm xuyên qua cổ tay lập tức buông tha cô bé áo xanh ra cô bé tròn mắt nhìn quanh rồi vội vàng chạy đến bên cạnh người kể chuyện cuốn cuồng đỡ lão già dậy đi thôi Hằng Lập bình thản đứng lên, móc ra chút bạc phụng đặt lên bàn, rồi thông thả bước xuống. Tử Linh chỉ khẽ mỉm cười đi theo. Ông cháu lão giả lo sợ bị gã thanh niên áo hoa trả thù, cũng tranh thủ chạy trốn. Nhưng hiện giờ, bè lũ vô lại đang lăn lộn vì đâu, không tên nào rảnh ngăn cản hai ông cháu cả. Ông công, xin dừng bước? Hàng Lập và Tử Linh vừa bước ra khỏi tiểu lâu, thì đã nghe thấy thanh âm của lão giả nọ gọi với lên từ phía sau. Sắc mặt của Hàng Lập chật động, hắn liền dừng bước lại. Ông ừ, già hôm đã tạ ơn công xuất thủ tôi không trảo Nếu như ngày hôm nay tiểu thúy rơi vào tay của những kẻ kia E rằng là chết chắc rồi Lão giả kể chuyện vội quỳ xuống bái tạ hàng lập Cô bé áo xanh cũng quỳ xuống theo Rồi dập đầu cảm tạ hắn Hàng lập đang muốn nâng hai ông cháu họ đứng lên Thì đột nhiên biến sắc Nhất thời ánh mắt của hắn lóe lên dị mang Hàng huynh sao vậy Tử Linh thì thầu Ờ à, tiện tay mà thôi Nhị dị không cần khách khí vậy đâu rất nhanh hàng lập đã khôi phục như thường hắn phức tay áo một cái một luồng lực lượng vô hình lập tức nâng hai ông cháu dậy hai ông cháu bốn mắt nhìn nhau rồi cũng quay sang nhìn hàng lập thân sắc vô cùng kính sợ những kẻ kỹ thuật nhìn rất có thế lực các ngươi phải nhanh chân chạy đi thật xa ta có thể cứu các ngươi một lần nhưng không thể cứu các người lần thứ hai đâu hàng lập ung tồn khuyên nhủ bổ hổ là người của Kim Long Bang, thế lực của bang này trải rộng toàn bộ thiết châu. Nếu như họ quá thật muốn trả thù, thì hai ông cháu ta có thể trốn đi đâu được đây chứ? Gương mặt của lão giả lộ vẻ sầu thảm, lão cười khổ một tiếng rồi nói. Khẩu âm của các ngươi nghe không giống như người ở Ngọc Sơn Thành này, hẳn là từ nơi khác đến hả? Quê quán ở địa phương nào vậy? Hàng Lập hỏi. Ta và Gia Gia giống là người Khánh Châu, bởi vì quê hương mất mùa nên chúng ta mới lưu lạc đến tận đây, cô bé áo xanh buồn rầu than thở. Khánh Châu hả? Có phải là nơi của hai dòng sông lớn chạy song song hay không vậy? Hàng Lập hơi nhướng mày lại hỏi. Dạ. Cô bé áo xanh khẽ giật mình nhưng cũng gật đầu thừa nhận. Các người đến từ nơi nào của Khánh Châu vậy? Hãy nói kỹ càng cho ta nghe một chút. Cũng mô tả cảnh quan ở xung quanh nhà thật cẩn thận cho ta. Hàng Lập hiếp mắt lại rồi hỏi. Hai ông cháu nghe như vậy liền quay sang liếc nhau Bọn họ chần chờ một lúc nhưng rồi cũng kể lại tỉ mỉ tình huống tại quê nhà và nơi ở cho Hàng Lập. Thì ra là vậy, dân nhà tranh có cây đại cây liễu một trước cửa chính là nhà các ngươi hả? Hàng Lập nhoẻn miệng cười. Hai ông cháu lại ngẩn ngơ nhìn nhau. Bọn họ vừa mới nói qua một lượt cũng chưa từng đề cập đến cây liễu trước nhà. Làm thế nào mà vị ân nhân trước mặt này biết được chứ? Đi thôi, ta đưa các ngươi hồi hương. Hàng lập phất tay áo lên, một luồng kim quang bao trùm thân thể của hai ông cháu lão giả kể chuyện, rồi lập tức bừng sáng lên. Hai ông cháu chỉ thấy trước mắt mình là một mảnh kim quang mênh mông bất tận, thân thể bọn họ trở nên nhẹ nhàng vô cùng, giống như mây trắng bồng bềnh ở giữa không trung. Sau một khắc, hai ông cháu lão giả kể chuyện đã lần nữa phát hiện mình đang đặt chân trên mặt đất, kim quang xung quanh cũng biến mất hoàn toàn, tầm nhìn đã lại khôi phục như cũ. Có điều quang cảnh ở xung quanh hiện giờ so với lúc trước quả thực giống như một trời một vực hai ông cháu không còn ở ngọc sơn thành nữa mà hiện giờ đang có mặt tại một cái thôn nhỏ bóng dáng của Hàng lập và tử linh cũng không thấy đâu nữa phía trước cách bọn họ không xa là một căn nhà tranh ba gian trước cửa nhà có một cây đại liễu xanh tốt phủ bóng canh liễu đông đưa dập dờn trong gió đây chính là nhà của chúng ta cô bé áo xanh và lão giả kể chuyện đồng thời chứng kinh còn ra sức dụi mắt nháo má không dám tin tưởng những gì đang hiển hiện trước mặt của mình Quỳ hưởng các người đã không còn bị thiên tai hoành hành nữa, ở đây có chút tiền, về sau hai người hãy hảo hảo ở lại quê nhà sinh sống đi Thanh âm của hàng lập từ trên trời cao truyền xuống, sau đó lại có một thổi bạc lớn từ trên trời rơi xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay của lão giả Đã tạ tiên nhân tương trợ, ngày sau hai ông cháu ta sinh lập bà Hữu, trường sinh xuống ngày. ngày đêm tay bay, ngày đêm tay bay Lão giả cảm động rưng, rưng rưng hướng lên không hành đại lễ, cô bé áo xanh cũng cuốn cuồng quỳ lại không ngừng dập đầu Lúc này Hàng Lập và Tử Linh đang ẩn mình ở trong đám mây trên cao. Hàng Huynh, không ngờ ngươi lại có lòng hiệp nghĩa như vậy đó. Không chỉ dễ dây cho hai ông cháu mà còn đưa về tận nhà nữa. Tử Linh khẽ mỉm cười. Hàng Lập không đáp lại mà chỉ lặng lặng nhắm mắt. Dường như đang cảm ứng được cái gì. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng. Hàng Huynh à, có chuyện gì đáng mừng hả? Tử Linh tò mò hỏi. Tử Linh, ta đã tìm thấy cơ dương trảm thiện thi rồi. Hàng Lập chợt mở bừng đôi mắt ra, hưng phấn nói. Thật sao? Cơ duyên gì vậy? Tiểu Linh nghe xong nhất thời vừa mừng vừa sợ. Hàng lập tươi cười chỉ tay về phía hai ông cháu ở bên dưới. Ý của ngươi là giúp đỡ người khác có lợi cho việc cảm ứng thiện thi sao? Đôi mắt đẹp của Tiểu Linh chợt lóe sáng. Hàng lập chậm rãi gật đầu. Lúc trước khi hắn giúp đỡ hai ông cháu nọ thoát khỏi đám kim long bang, vào thời điểm hai ông cháu nói lời cảm tạ hắn, Hàng lập đã cảm ứng được một luồng lực lượng như có như không quanh quẩn ở trên người, khiến cho bình cảnh thiện thi tại thể nội buông lỏng một chút, về sau Hàng Lập lại đưa hai ông cháu họ về lại quê hương, vốn chỉ muốn nghiệm chứng cảm giác của bản thân mà thôi. Quả nhiên khi hai người này cảm tạ hắn lần thứ hai, lại có một luồng lực lượng vô hình kéo đến. Có điều cường độ của cái luồng lực lượng thứ hai này kém hơn lần đầu rất nhiều. Cũng đúng, giúp đỡ người khác chính là hành thiện mà. Ta nhớ Hàng Huynh từng nói bản thân chưa thể lĩnh hội được chân ý sâu xa của thiện, nên không cảm ứng được thiện thi. Cứu nhân độ thế có thể giúp người lĩnh ngộ sâu sắc về thiện thi, rất có lợi cho việc trảm thi sau này. Tử Linh vốn cực kỳ thông tuệ, trong nháy mắt đã lý giải được điểm mấu chốt. Đúng vậy, nếu đã tìm thấy biện pháp rồi, vậy thì chúng ta cứ vậy mà làm thôi. Hàng Lập mỉm cười, sau đó mạnh mẽ khuếch tán lực lượng thần thức khổng lồ, càng quét khắp bốn phương tám hướng. Hiện giờ luyện thần thuộc của hắn đã đạt tới tầng thứ sáu rồi, lực lượng thần thức đã lớn mạnh hơn trước rất nhiều, phạm vi dò xét cũng bạo tăng, thình linh bao phủ non nữa phi dược tiên vực. Việc luyện thần thuộc đạt tới tầng thứ sáu không chỉ giúp cho Hàng Lập tăng trưởng phạm vi khuếch tán thần thức mà còn khiến cho độ mẫn cảm của hắn đạt tới một cảnh giới mới. Bất luận tu sĩ hay phạm nhân, một khi đã nằm trong phạm vi cảm ứng thần thức của Hàng Lập, thì mọi cử động dù là nhỏ nhất đều không qua mặt được hắn. Hiện giờ Hàng Lập đang cảm ứng được rất nhiều người đang bị kẻ khác khi dễ, giống như hai ông cháu kia. Hắn lầm rầm bấm niệm pháp quyết, xung quanh lập tức xuất hiện đạo đạo kim lôi bao phủ thân hình hai người. Lôi quang bừng lên chói mắt, thân hình Hàng Lập và Tử Linh cũng theo đó biến mất vô ảnh vô tung. tại một sơn đạo thuộc phi lô châu một đám cướp bịt mặt đang chẳng đánh một đội tiêu sư song phương hiện giờ đang giao thủ vô cùng kịch liệt đao quang kiếm ảnh rợp trời toán cướp hoàn toàn áp đảo về nhân số lại tìm phục tại nơi hiểm yếu của sơn đạo rồi đột nhiên đánh úp khiến cho đám tiêu sư và hộ vệ hứng chịu thương vong rất lớn hiện giờ đội ngũ của bọn họ hầu như chẳng còn lại mấy người nhưng vẫn có một lão giả bộ dạng khôi ngô dường như là thủ lĩnh đang cùng với hai gã tiêu sư cuối cùng ngoan ngoãn chiến đấu với lũ địch nhân đông đúc <laughs> hai tiếng kêu thảm đồng thời vang lên, hai gã tiêu sư rốt cuộc cũng bị loạn đau phân thay, toàn thân đẫm máu. Ánh mắt của lão giả khôi ngô lóe lên một tia bi thống, nhưng không hề có ý dừng tay lại. Quỷ đầu đại đao trong tay của lão càng thêm điên cuồng vũ động, trận trận đau ảnh rầm rạp bức lui những tên cướp ở xung quanh, <laughs> hạng Tông, người của phi hổ tiêu cũng đã chết hết rồi, ngươi còn không mau dập đầu cầu xin ta thứ đi, biết đâu đại gia ta cầu hứng có lẽ tha cho ngươi một mạng nữa nha. <laughs> Bên ngoài vòng chiến, một tên cướp cao lớn bậm trợn, tay cầm sông đầu đau, lớn tiếng cười ha ha. Liễu Tam Đạo, người muốn giết cứ giết đi, Hạng Tông ta đổi trời đạp đất, há lại cúi đầu trước hạng thổ phỉ cho ngươi. Giờ phút này cánh tay trái của lão giả khôi ngô cũng đã bị thương, Tuy nữa người của lão đã nhuộm đầy máu tươi, nhưng vẫn uy phong lẫm lẫm như cũ, chẳng hề mảy may e sợ, nhục chí chút nào. Hơ, tốt, không hổ là tổng tiêu đầu của phi hổ tiêu cục nha, quả nhiên khí phát hơn người. Có điều, làm người mà chỉ có khí phát thôi thì chưa đủ đâu, còn phải thức thời mới được. Nếu như tổng tiêu đầu đã nóng lòng tìm chết vậy rồi, vậy thì đại gia ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tên cướp cao lớn cười lạnh một tiếng, vung tay ra hiệu, lập tức mấy tên cướp bên cạnh gã liền bước lên đồng loạt gỡ cây nỏ lớn dài ba xích trên lưng xuống trên thân nỏ đã được lên sẵn hơn 10 mũi tên bọn chúng nhắm thẳng về phía lão giả khôi ngô vù vù một trận thanh âm xé gió nổi lên hơn trăm mũi tên đồng loạt bay vọt đi như một trận mưa ào ào chụp xuống đầu của lão giả khôi ngô lão giả khôi ngô bị mấy tên đạo tặc chung quanh sử dụng binh khí dài cuốn lấy không rảnh đi ngăn cản những mũi tên bắn tới kia mắt thấy sẽ tán thân dưới mưa tên vào thời khắc này một đạo điện quang màu vàng hình quạt từ trên trời giáng xuống quét vào trên những mũi tên kia thanh âm âm ầm nổi lên những mũi tên do tinh cương chế tạo kia đụng một cái đến đạo thiểm điện màu vàng lập tức nổ tung hóa thành đạo đạo khối xanh đạo điện quang màu vàng kia lập tức phân liệt ra hóa thành trên trăm đạo thiểm điện nhỏ bé đánh chuẩn xác vào trên thân của những đạo phỉ kia không trật cái nào một tiếng sét đùng đoàn vang lên những đạo phỉ kia đều bị đánh bay ra ngoài sau khi rớt xuống toàn thân run rẩy kịch liệt kêu trên liên hồi nhưng không có ai chết cả lão giả khôi ngô cũng không bị thiểm điện bổ trúng ngơ ngác nhìn một màn trước mặt này cảm thấy không thể tin vào hai mắt của mình thiểm điện màu vàng rất nhanh phiêu tán những đạo phỉ ngã xuống đất dễ dụa một hồi rồi lầm cơm bò dậy sợ hãi nhìn lại chung quanh Cút! nếu để cho ta nhìn thấy các ngươi cướp bóc một lần nữa nhất định giết chết không tha một thanh âm vô cùng uy nghiêm từ trên trời truyền ra vừa mới bò dậy một đám đạo phỉ mặt mũi tràn đầy sợ hãi lần nữa bị kinh hãi ngồi trên mặt đất sau đó đều tè ra quần bỏ chạy lão giả khôi ngô phẫn hận nhìn những đạo phỉ kia thoát đi cũng không truy kích niên kỷ của lão đã lớn rồi bản thân lại bị trọng thương hữu tâm vô lực giữa không trung hoa lên một bóng người hai thân ảnh một nam một nữ xuất hiện chính là hàng lập và tử linh tiền nhân lão giả khôi ngô nhìn hai người đứng ở trên hư không mặt lộ ra vẻ kích động Ta thấy người khí độ chính đại không đáng chết ở đây. Ngươi và ta gặp nhau xem như hữu duyên, cho nên ta xuất thủ cứu ngươi một lần. Hàng Lập nhìn lão giả khôi ngô một chút, bấm tay điểm một cái. Một đạo thanh quang bắn ra chui vào trong thể nội của lão giả. Lão giả khôi ngô cảm thấy thể nội được rót vào một dòng nước ấm to lớn, thân thể mệt nhọc bị quét sạch sành xanh. Vết thương trên người nhanh chóng khép lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong lòng lão vừa mừng vừa sợ. Đạo tạ vậy tiên nhân cứu giúp, hạng tông vô cùng cảm kích thần sắc của lão giả khôi ngô khôi phục không người thi lễ một cái với hai người hàng lập theo lão giả khôi ngô nói lời cảm tạ một cổ lực lượng vô hình giáng lâm lên trên thân hàng lập hắn bấm niệm pháp quyết dẫn một cái quanh người lóe lên lôi quang lúc lão giả khôi ngô đứng thẳng lên thì hai người đã biến mất không thấy gì nữa phi dược tiên vực trên một hồ nước khổng lồ một chiếc thuyền lớn đang đi trên đó bất quá giờ phút này sống cả mặt hồ quay cuồng từng đầu xúc tu đang nhánh từ chỗ sâu ở trong hồ quấn chặt thuyền lớn muốn bóp nát cả chiếc thuyền cũng may thuyền lớn kia dùng tài liệu dị thường kiên cố mặc dù rung động lách cách cũng không có dấu hiệu vỡ ra trong khoang thuyền lớn giờ phút này có vài chục người thoạt nhìn là một đám du khách chen thành một đoàn rung lẩy bẩy nước hồ cuồn cuộn kịch liệt một cự thú màu đen xông ra nhìn tựa hồ là một loại cự quái bạch tuộc nào đó mở ra cái miệng lớn tanh hôi cắn tới cái thuyền lớn Mọi người trên thuyền thấy cảnh này lập tức kêu khóc một mảnh. Một tiếng sét đùng đoàn vang lên giữa không trung, một đạo thiểm điện màu vàng bổ xuống, đánh vào trên thân bạch tuộc cử quái. Da thịt ngay cổ và vùng phụ cận của bạch tuộc cử quái bông ra, trên thân lượn lờ từng đạo hồ quang điện, trong miệng phát ra tiếng hét sợ hãi. Xuất tù cuốn lấy thuyền lớn lập tức buông ra. Vèo một tiếng, thân hình cử quái khổng lồ chui vào trong hồ, biến mất không thấy gì nữa đám người ở trên thuyền từ cõi chết trở về vui đến phát khóc giữa không trung hoa lên bóng người thân ảnh của hàng lập và tử linh xuất hiện trong tay hàng lập còn lượn lờ một đạo hồ quang điện màu vàng tiên nhân là tiên nhân đã cứu chúng ta mau ra đây bái tạ trên thuyền có người nhìn thấy hàng lập và tử linh lên tiếng kinh hô vọt ra ngoài thuyền bái lễ với hàng lập và tử linh những người khác nghe tiếng cũng vội vàng chạy ra hành lễ với hai người hàng lập khóe miệng của hàng lập cười một tiếng bên ngoài thân chớp động lôi quang màu vàng lần nữa biến mất Bắc Lộ Châu đại thanh sơn mạch mưa to liên tục cả tháng, dẫn phát núi lở, một tiểu sơn thôn bên dưới sắp bị đất đá dòng lũ bao phủ. Một đạo lam quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, toàn bộ sơn phong sụp đổ lập tức bị băng phong, đất đá trôi nổi cũng bị đông kết lại, thôn nhỏ dưới núi vẫn bình yên vô sự. Thôn dân thoát khỏi một kiếp, sau khi mừng rỡ không nhịn được mà hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Giữa không trung hoa lên bóng người, thân ảnh của Hàn Lập và Tử Linh lại hiện lên. Tiên nhân là tiên nhân hiểu lên, Tiên nhân đã cứu chúng ta Hàng Lập làm việc thiện cứu người ở khắp nơi tại phi dược tiên vực Trong nháy mắt đã qua hai ba mươi năm Hắn đã cứu người không biết bao nhiêu người Thanh danh dần dần lưu truyền ra các nơi ở phi dược tiên vực Thậm chí có vài chỗ phạm nhân đã lập ra miếu thờ cúng Hàng Lập nữa Đồng thời do đông đảo người may mắn gặp qua chân dung của Hàng Lập Truyền miệng miêu tả Dung mạo bộ dáng của hắn cũng dần dần rõ ràng cũng được rèn đúc thành các loại pho tượng cung phụng tại miếu thờ điện đường ngày bình thường hương hỏa không dứt một ít tu tiên phái ở phi vực tiên vực cũng dần dần nghe được tiếng gió phái người điều tra sự tình các nơi liên tục xuất hiện tiên nhân cứu người hàng lập không muốn dây dưa với thế lực tu tiên tại phi vực tiên vực mang theo tử linh yên lặng rời đi tiến về tiên vực phụ cận trên không mang hoang giới vực bên ngoài phi vực tiên vực một chiếc phi thuyền lao đi vùng vục hàng lập nhắm mắt tĩnh tọa tựa hồ đang cảm ứng cái gì sau một hồi lâu hắn mở to mắt ra. Hàng huynh, cảm ứng thiện thi tiến triển thế nào rồi? Tử Linh ngồi ở một bên, nhìn thấy Hàng Lập tỉnh lại, mở miệng hỏi. Một chút, cuối cùng có thể miễn cưỡng cảm ứng được thiện thi tồn tại rồi. Hàng Lập từ tốn nói, trong giọng nói tựa hồ cũng không có bao nhiêu ý mừng cả. Có vấn đề gì sao? Tử Linh bén nhạy phát giác được cảm xúc của Hàng Lập, ôn nhu hỏi. Quả thực là có chút vấn đề, mấy năm nay ta làm việc thiện khắp nơi nhưng lấy được lực gia trị lại càng ngày càng ít nhất là một năm gần đây cơ hồ không có chút nào đáp lại cả hàng lập câu mày tại sao như vậy gương mặt xinh đẹp của tử linh biến đổi hỏi không rõ nữa bất quá thiện thi trong cơ thể của ta vừa dặn có thể miễn cưỡng cảm ứng được khoảng cách tình trạng trảm thi còn rất xa bất luận thế nào cũng phải tìm biện pháp giải quyết nếu không sẽ bị đình trệ như vậy hàng lập trầm giọng nói Tử Linh chậm rãi gật đầu im lặng không nói. Ta đang suy nghĩ có phải vì gần đây cứu người không được nhiều, công đức không đủ mới làm cảm ứng thiện thi đình trệ. Hàng Lập chậm rãi nói. Có khả năng này, nhưng cũng có thể là nguyên nhân khác đó. Đúng rồi, Hàng Huynh ngươi trợ giúp người khác, lấy được phản hồi nhiều nhất là lần nào? Đôi mắt đẹp Tử Linh chớp động hỏi. Lấy được phản hồi cao nhất sau, hẳn là cái lần đầu tiên cứu hai ông cháu thứ thư kia, sau này tương trợ người khác cũng không cao như lần đầu kia, thậm chí cơ hội không có nữa. Hàng lập khẽ giật mình, suy nghĩ một chút rồi nói. Ta nhớ sau này hàng huynh tương trợ người khác, có vài lần cứu số người đều nhiều hơn hai người kia, xem ra hẳn không phải vấn đề nhân số rồi. Tử Linh lắc đầu. Ừ, có lý. Vậy lần thứ nhất giúp người có gì khác lần sau? Hàng lập chậm rãi gật đầu, lâm vào trầm tư. Tử Linh cũng trầm mặt không nói, thông minh như nàng đối với lý lẽ huyền ảo tối nghĩa này nhất thời cũng không có kiến giải gì. Được rồi, nếu nghĩ không ra Vậy cũng không cần hao tâm tổn sức cố nghĩ làm gì Có được thu hoạch ngày hôm nay đã không nhỏ rồi Sau này cứ như lúc trước, lại nhìn cơ duyên đi Hàng Lập suy nghĩ thật lâu Vẫn như cũ không hiểu được Không hao tâm tốn sức suy nghĩ nữa tiểu Linh cũng gật đầu không phí công khổ tư nữa Hàng Lập bấm niệm pháp quyết Điểm một cái, một cổ kim quang Chui vào trong phi thuyền dưới thân Linh văn trên phi thuyền đột nhiên sáng cấp 10 lần Tốc độ cũng tăng vọt Hư không phụ cận tựa hồ cũng bị vạch phá như vậy liên tục phi độn mười mấy ngày, hai người rốt cuộc đến một tiên vực mới. Tiên vực này có linh khí dị thường thiếu thốn, so với bắc hạng tiên vực cũng kém xa, cơ hội tương đương tại linh giới. Tiên vực này thật là cằn cỗi đó. Thần thức của hàng lập khối tán ra, lông mày rất nhanh nhăn lại. Tiên vực này có diện tích rất nhỏ, không bằng một nửa phi vực tiên vực. Thần thức của hắn đã bao trùm hết. khắp nơi tiên vực đều có vết tích đạo móc khoáng mạch, vết thương đầy mặt đất, phản phước như một khối khăn lâu bị tàn phá, linh mạch dưới lòng đất bị phá hầu như không còn, khó trách linh khí thiếu thốn như vậy. Số lượng nhân khẩu nơi đây rất ít, bất luận tu sĩ hay là phạm nhân, đa số đều tập trung ở mấy khu vực đặc biệt. Mặt đất linh mạch những nơi đó không bị phá hư quá nhiều, thiên địa linh khí còn sót lại chút ít, miễn cưỡng có thể cung cấp cho tu sĩ tu luyện. Tiên vực này tên gọi là gì vậy? Hàng lập hỏi. Tiên dược nơi đây tên là hạt cương tiên dược. Hồi lâu trước kia là tiên dược có thiên địa nguyên khí dồi dào, ẩn chứa rất nhiều khoáng mạch. Chỉ là về sau thiên đình phái người tới đây khai thác quá độ, phá hư hết linh mạch thiên dược này mới dẫn đến tình trạng hiện tại. Tiểu Linh lấy ra một khối ngọc giản, thương thức dò vào trong đó, trong miệng nói ra. Thiên đình sao? Hàng lập dấu mày lẩm bẩm một tiếng. Hàng huynh à, người muốn ở tại thiên dược này tiếp tục làm việc thiện giúp người sao? Thiên dược này người ở thưa thớt, chỉ sợ hiệu suất không cao. Tiểu Linh nhìn về phía hàng lập hỏi, xem trước một chút rồi hắn nói vậy tại chân tiên giới vậy mà tồn tại tiên vực hoang vu vậy cũng rất hiếm thấy đó ánh mắt của hàn lập chớp lên từ tốn nói tử linh yên lặng gật đầu không nói gì thêm hàn lập bấm niệm pháp quyết dẫn một cái thân thể hai người được từng đạo lôi quang màu vàng bao lại hình thành một cái pháp trận lôi điện lôi quang màu vàng sáng lên thân ảnh hai người biến mất vô tung một chỗ tây bắc gần thung lũng khổng lồ ở hạt cương tiên vực rộng chừng mấy ngàn dặm trong thung lũng tọa lạc một tòa đại thành cơ hội chiếm hết toàn bộ thung lũng trong thành tu sĩ và phạm nhân ở hỗn tạp tòa thành trì này chiếm diện tích mặc dù không nhỏ khí tượng trong thành lại hưng thịnh không bao nhiêu rất nhiều nơi đã hoang phế trong không khí còn phiêu đản nhàn nhạt, nhạt mùi rỉ sắt trên đường trung tâm thành trì cũng có ít bóng người người trong cửa hàng to to nhỏ nhỏ cũng ít đến đáng thương đại đa số mọi người đều ở nhà của mình bất luận là tu sĩ hay phạm nhân đều như vậy khắp cả tòa thành trì tràn ngập dáng vẻ già nua nặng nề phản phước như một người dần dần dài đi, chờ tử vong đến. Giữa không trung ngoài thành lóe lên lôi quang, thân ảnh của Hàng Lập và Tử Linh nổi lên. Trong bầu trời, sương mù màu xám mông lung, cũng không có ai phát hiện lôi quang giữa không trung kia. Hàng Lập nhìn thành trì phía dưới, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Đi thôi, xuống dưới xem một chút. Hàng Lập nói một tiếng, phi thân xuống. Tử Linh theo sát phía sau, hai người vô thanh vô tức đáp trên một con đường. Giờ phút này sắc trời đã sắp tối rồi, toàn bộ các nơi thành thị đã rơi vào bóng tối. Chỉ có lẻ tẻ ánh lửa chứng tỏ nơi đó còn có người ở. Cửa hàng hai bên đường phố ngẫu nhiên còn có mấy nhà lóe lên ánh đèn, chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực chung quanh. Hàng lập đi dạo trên đường chẳng có mục đích gì, con mắt khép hờ, tựa hồ đang cảm ứng cái gì đó. Trong lòng tử linh kỳ quái nhưng cũng không hỏi gì, yên lặng đi theo bên cạnh của hàng lập. Hàng huynh, chúng ta đến đây làm gì vậy? Qua một lúc lâu, thấy hàng lập vẫn chậm rãi bước đi như cũ, Tử Linh không nhịn được bèn hỏi, bởi lẽ bộ dáng của hắn lúc này chẳng giống như muốn hành thiện cứu người. Linh khí tại chân thiên giới vốn rất nồng đậm, về cơ bản thì các đại tiên vực bất luận lớn nhỏ ra sao đều phồn dinh giống nhau. Địa phương hoang du suy bại bực này á, quả thực là rất hiếm thấy. Ta đang muốn cảm thụ một chút bầu không khí đặc thù nơi đây đó. Hàng lập chậm rãi đáp. Cảm thụ không khí ở chỗ hoang tàn này thì có gì tốt chứ? Tử Linh nhìn quanh một lượt liền nhăn mặt, câu có nói. Hàng lập tỏ ra vẻ chừng chừ trừ, cũng không tiếp lời nữa mà chỉ khẽ lắc đầu. Thực ra việc hắn tới đây có quan hệ với luyện thần thuật mà vị luân hồi điện chủ kia đưa cho. Nói trắng ra, chuyện này chủ yếu là vì tu luyện tầng thứ bảy. Tu luyện luyện thần thuật tầng thứ bảy hoàn toàn không giống sáu tầng trước. Mức độ phức tạp của nó không chỉ hơn xa trước kia, dẫu có cả thiên tư và nghị lực cũng chưa chắc thành công, mà còn cần phải trải nghiệm nhân sinh muôn màu, phải hiểu rõ tâm thái của ngàn vạn loại người trên thế gian người thành công kẻ thất bại người phú quý kẻ bừng hằng lại lợi dụng những trải nghiệm này để tẩy luyện tâm cảnh khiến cho thần hồn đạt tới tình trạng kim dung hết thảy mới có thể thuận lợi tu luyện tầng thứ bảy của luyện thần thuật mấy năm qua hắn và tử linh cùng nhau rong ruổi khắp bốn phương một mặt là vì hắn muốn phụng bồi nàng mặt khác là hắn muốn tận mắt chứng kiến tiếp xúc của đủ loại người trên thế gian đồng thời trải nghiệm các loại tâm cảnh phức tạp của bọn họ sau khi luyện thần thuật đạt tới tầng thứ sáu Hàng Lập cũng có năng lực giống như đề hùng, đó là thông qua chấn động của thần hồn để cảm ứng tâm tư, suy nghĩ của đối phương. Trong khu thành trì hoang phế này, ai nấy đều mang trên mình khí độ của tuổi xế chiều. So với người ở những địa phương hưng thịnh khác, phong thái của bọn họ quả thực là khác biệt một trời một vực. Bởi vì cái loại biểu hiện này tương đối hiếm thấy, nên hắn mới tới đây hảo hảo cảm thụ một phen. Đương nhiên Hàng Lập vẫn một mực dấu kín tử linh những việc này. Tử Linh chớp chớp đôi mắt đẹp, không tiếp tục truy vấn nữa mà chỉ lẳng lặng theo sau hắn. Sau khi dạo chơi quanh cái tòa hoang thành này một đêm, đến khi rời đi, Hàng Lập mới mở to mắt ra, khôi phục thần thái bình thường. Xong rồi hả? Tử Linh vội hỏi. À, ta thật có lỗi nha, đã để cho nàng chờ đợi một đêm rồi. Hàng Lập gãi gãi đầu. Không sao đâu, nhưng tiếp theo Huynh tính toán sẽ làm gì? Tiếp tục hành thiện sao? Tử Linh lắc đầu cũng không để ở trong lòng, Hàng lập chỉ cười trừ mà từ chối cho ý kiến, đồng thời quá tán thần thức ra. Hắn khẽ những mày, cấp tốc bấm niệm pháp quyết, thúc giục lôi trận. Trong nháy mắt, thân hình của hai người đã biến mất tại chỗ. Sau đó một khắc, bọn họ đã lơ lửng hiện ra ở phía trên một khu tiểu viện trong nội thành. Trong tiểu viện bên dưới, bảy tám gã nam tử thân thể cường tráng đang hè nhau vây công một lão giả, dường như muốn cướp đoạt thứ gì. Dừng tay! Từ trên cao, hàng lập lạnh lùng quát, rồi búng ngón tay ra một cái, một thi kim lôi bay vọt ra từ ngón tay của hắn giáng xuống mặt đất một tiếng nổ lớn mặt đất lập tức bị đánh nát để lại một cái hố to dư kình của vụ nổ chấn bay đám cướp bậm trợn bởi vì chuẩn bị trảm thiện thi cho nên hàng lập không dám ra tay sát sinh tránh làm dao động chút thiện nghiệm mà hắn phải mất bao tâm huyết mới giành dụm được thậm chí trong suốt mấy năm gần đây ngay cả một con giả thú hắn cũng chưa từng giết chứng kiến hàng lập và tử linh lơ lửng giữa hư không đám thủ phỉ bên dưới sớm đã sợ mất mực tên nào tên ấy mặt cắt không còn chút máu nào chẳng biết kẻ nào khởi xướng rú lên mà cả đám lập tức kéo nhau chạy trối chết lão giả kia thấy như vậy ban đầu chỉ biết ngay ra nhưng ngay sau đó lão vội vã lập cặp hướng lên trời mà khấu đầu cảm tạ hàng lập nhíu mày tuy hắn vừa xuất thủ cứu giúp lão giả kia nhưng lực lượng, lượng thiện niệm vô hình mà hắn truy cầu chẳng hề mấy mây xuất hiện hàng lập khẽ gật đầu với lão giả rồi thi triển lôi độn thuật ly khai lập tức truyền tống đến một địa phương có tranh chấp khác. Chớp mắt một cái, cả hai đã lưu lại cái tòa hoang thành này được hơn nửa tháng. Tại đây, Hàng Lập cũng đã xuất thủ cứu người hơn trăm lần, nhưng lực lượng thiện niệm vẫn thủy chung bạc vô âm tính. Tại một quán trà tương đối sạch sẽ trong hoang thành, hai người Hàng Lập và Tử Linh ngồi đối diện nhau ở một góc. Trong tay của Hàng Lập là một chén linh trà lượng lờ sương trắng, hương trà thơm mang mát lan tỏa khắp gian phòng. Có điều tâm trạng của Hàng Lập hiện giờ đang vô cùng buồn bực nên hắn chẳng thèm nhắm nháp. Tử Linh không dùng trà, chỉ chăm chú dán mắt vào một cuốn sách dày cộm. Đó là một cuốn thư tịch trình bày quan niệm về thiện ác mà Hàng Lập thu được từ giao dịch với Luân Hồi Điện. Sau khi trông thấy nó, Tử Linh liền muốn tìm ra một chút biện pháp từ cuốn sách để có thể trợ giúp Hàng Lập giải quyết khốn cảnh trước mặt này. Hiện giờ đã qua chính ngọ được một lát rồi, trong quán trà cũng chẳng còn khách nhân nào khác ngoài hai người Hàng Lập và Tử Linh. Bầu không khí nơi đây quả thực là vô cùng thanh tịnh. À, vậy vị khách quan nè trà này không vừa miệng nghĩ vậy hả có cần đổi sang loại trà khác hay không vậy một gã nam tử trung niên tướng mạo gầy gò mỉm cười tiến lại hỏi người này tuy là trưởng quầy của trà lâu nhưng thực ra là một gã tu sĩ đại thừa chẳng biết vì lý do gì mà gã lại ẩn cư tại đây kiếm sống qua ngày bằng trà lâu nếu chỉ xét trong khu vực này thì tu vi của gã quả thực không thấp dù sao gã chỉ cần tiến thêm một bước nữa là gã sẽ đạt được thành tựu chân tiên đương nhiên đứng trước nhãn quan của hàng lập gã nam tử này chẳng thể giấu giếm được thân phận à không cần đâu hương vị trà này cũng ổn đó chỉ là hai người chúng ta đang có chút phiền muộn trong lòng cho nên vô tâm thưởng thức ngược lại đã làm lãng phí tay nghề của trưởng quầy rồi hàng lập lắc đầu cười ảm đạm dứt lời hắn liền nâng chén trà lên nếm thử một ngụm rồi khẽ gật đầu với trưởng quầy về phần tử linh thì chẳng buồn để ý tới gã chỉ chăm chú lật sách <laughs> hả ra vậy vậy đang có tâm sự hả à, nếu vậy thì à, quả thực không thích hợp dùng cái loại trà hương khinh phù này đâu ở đây ta vừa dặn có một loại thanh tâm trà nếu vậy vậy không ngại xin hãy thử xem nha không đợi cho hàng lập đáp lời trưởng quầy vừa nói vừa lật đật xoay người đi vào trong tỉnh thất một lát sau gã liền bưng ra một chiếc khay bên trên có hai chén linh trà xanh biếc rồi đặt xuống trước mặt của hai người hàng lập linh trà xanh biếc không mùi không vị thoạt nhìn tựa như hai chén nước trong ánh mắt của hàng lập chợt sáng lên hắn cảm thấy hơi hứng thú bèn nâng chén trà lên nhấp thử một ngụm một cảm giác thanh mát sảng khoái lập tức tràn ngập khoang miệng sau đó lại theo nước trà tràn ra khắp tâm phế chậm rãi khuếch tán khắp cơ thể dường như tâm tình phiền muộn bấy lâu của hắn cũng trôi theo ngụm trà bất ngờ tiêu tán không ít trà ngon chữ quầy thực sự có tên nghề pha trà nghe hằng lập tán thưởng <laughs> đạo hữu quá khen rồi xem tướng mạo và khí chất của nhị vị thì hắn cũng là tu sĩ rồi không phải người của bản địa sao Trưởng quầy dường như là người quản giao sẵn khoái cười hỏi. Ánh mắt của trưởng quầy thật tin tưởng đó. Chúng ta đúng là tu sĩ từ bên ngoài tới. Tại hạ là Hàng Lập, còn vị này tên gọi là Tử Linh. Ánh mắt của Hàng Lập lóe lên, không hề có ý che giấu. Nguyên lai là Hàng Đạo Hữu và Tử Linh Đạo Hữu, à, tại hạ là Ly Hải. Chưởng quầy lập tức ôm quyền. Tử Linh ở một bên đang chăm chú xem sách, bèn ngẩng đầu lên nhìn chưởng quầy, khẽ gật đầu với gã một cái, rồi rất nhanh lại tiếp tục trầm ngâm nghiên cứu, Ly chuyển quầy, hiện giờ trong tiệm không có người, không ngại ngồi xuống tâm sự chứ. Hàng Lập đưa tay mời, Ly Hải cũng không khách khí, liền ngồi xuống bên cạnh của hắn. Ly chuyển quầy nè, người làm sao nhìn ra được hai người chúng ta là tu sĩ ngoại lai vậy? Hàng Lập mỉm cười hỏi. <cười> vậy vị đâu hổ sinh cơ bừng bừng vậy, tựa như là mặt trời đang lên ở đằng đông. Có chí tiến thủ mạnh mẽ, quả thật là khác biệt rất nhiều với người sinh trưởng tại những cái thành trấn nhỏ phía nam đại lục. Có lẽ nhị dị đến từ phương xa xôi nào đó, Điều này chỉ cần là người sống ở đây lâu một chút á Thì đều có thể nhìn ra thôi Không có gì đáng nói cả Ly Hải cười ha ha Không ngớt tán dương bọn Hàng Lập Ly chuẩn quầy quả thật là tuệ nhãn như đuốc nha Hàng mẫu bội phục đó Có điều trên khắp đại lục này Nơi nào cũng hoang phế tiêu điều vậy sao Hàng Lập dò hỏi <laughs> Nói ra thì quả thật rất dài dòng Toàn bộ linh mạch trên phía đại lục này Đều đã bị đào bới sạch sẽ từ mấy vạn năm trước rồi Căn cơ đã đoạn tuyệt Chính vì vậy mà tình hình nơi đây càng ngày càng xa xúc. Người có thể đi đều đã đi cả rồi. Những người còn lại hoặc là lực bất đồng tâm hoặc là quyến luyến quê hương. Còn những kẻ không có chí tiến thủ thì chẳng đáng nhắc đến. Ly Hải thở dài u ám. Chắc hẳn không riêng gì cái mảnh đại lục này hả? Hàng lập lại hỏi. Không sai. Xem ra hàng đạo hữu quả nhiên đã đi qua không ít nơi rồi. Trưởng quầy gật đầu, Ly trưởng quầy có lẽ cũng không phải là người bản địa, có khi còn không phải là người của tiên dược này nữa. Hàng lập chậm rãi gật đầu, rồi đột nhiên đặt chén trà xuống, mỉm cười thăm ý nhìn trưởng quầy. Hả? Đạo hữu làm sao phát hiện được vậy? Trưởng quầy khẽ biến sắc. Mặc dù hàng mổ không am hiểu trà đạo, nhưng cũng đã nghe được danh hạt cương tiên vực, lục thủy tiên dược. Sở trường của bọn họ chính là bào chế linh trà. Đa phần danh trại trên thế gian đều xuất phát từ hai địa phương đó, nghe nói để nâng cao kỹ nghệ chế tác linh trà mấy vị tông sư trà đạo tại lục thủy tiên dược đã sáng chế không ít công pháp đặc thù chuyên môn phụ trợ chế tạo linh trà trong đó được truyền lưu phổ biến nhất chính là công pháp lục thủy tham hợp quyết Lý trưởng quầy mang một thân công pháp thuộc tính thủy rất tương đồng với lục thủy tham hợp quyết trong truyền thuyết đó hơn nữa tuy tổng thể quán trà của người được bài trí theo phong cách bản địa nhưng vẫn có một vài tiểu tiết mang đặc thù của lục thủy tiên dược vì thế mà hàng mẫu mới mạo muội ngắt lời không biết có đúng không vậy hàng lập vừa cười vừa nói các hạ hảo nhãn lực nha, không tệ đó. Tại hạ quả thực là đến từ lục thủy tiên vực xa xôi và hạng dặm. Ly Hải tán thán nói, ánh mắt gã nhìn hàng lập càng thêm sùng kính. Ban đầu tuy gã trưởng quầy này không nhìn ra được tu vi, cảnh giới cụ thể của hai người hàng lập, mà chỉ cảm thấy có lẽ đối phương đang vận dụng bí thuật nào đó che giấu khí tức. Nhưng hiện giờ xem ra, người có thể tự do lai vãn các tiên vực lại có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra công pháp tu vi của mình. Ác tu vi tối thiểu cũng là chân tiên, thậm chí là kim tiên cảnh trở lên, tất cả những điều này không khỏi khiến cho gã thực tâm kính nể. Đồng thời gã cũng đã nhìn ra hàng lập không muốn để lộ ra thân phận, nên cũng thức thời không dám hỏi nhiều. Kỹ nghệ chế tạo linh trà của chuẩn quầy không tệ đó, nhưng vì sao lại dứt bỏ tài nguyên dồi dào ở lục thủy tiên dược mà đến cái nơi khỉ ho cò gáy như tiên dược này? Hàng lập tò mò hỏi. Ê, đào hữu coi trọng ta rồi, kỹ nghệ chế tạo linh trà của ta còn phải học hỏi nhiều lắm. Tù gì cũng ị ạch à, tại chỗ từ lâu, không cách nào đột phá bình cảnh, năm xưa tại lục thủy tiên vực á ta cũng chỉ là sỏi cát mà thôi à ly mổ không phải là chưa từng nỗ lực nhưng đáng tiếc lại thất bại trong gan tất à, tại hạ không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa bây giờ ta chỉ cầu an ổn sống qua ngày không phải quanh quẩn mê mang vì tiền đồ nữa như vậy là đã đủ hài lòng rồi ly hải cười khổ giải bày hàng lập vừa quan sát trưởng quầy vừa cảm thụ chấn động thần hồn của đối phương rồi khẽ gật đầu thôi không nói gì tại hạ nữa vị vị tới đây ác hẳn là vì có chuyện muốn làm mà tuy rằng tu vi của tại hạ không cao nhưng tốt xấu gì á cũng đã ở đây nhiều năm rồi đối với tình huống khắp nơi cũng quen thuộc một hai có lẽ sẽ giúp được cho vậy vị á ly hải phi thường nhiệt tình đối đãi hàng lập đã tại ly chuẩn quầy nhiệt tình hỗ trợ nha nhưng việc hàng mẫu phải làm tương đối đặc thù người ngoài không thể nhúng tay vào đâu hàng lập lắc đầu đã như vậy á thì tại hạ liền cầu chúc cho hàng đạo hữu hết thảy thuận lợi nha nếu như cần tại hạ hỗ trợ cái gì xin cứ nói ra ly hải vỗ ngực cam đoan ừ, Đã đo tỏ Hàng lập cảm nhận được những lời này của ly hải xuất phát từ chân tâm cũng không chậm trễ liền ôm quyền cảm tạ ly đại thúc có ở đây không vậy đúng lúc này từ ngoài cửa quán trà có thanh âm vọng vào đó là một cậu thiếu niên thoạt nhìn hơi cục mịch thiếu niên này là phạm nhân y phục trên người đã cũ nát cậu bé ruột rè đứng thập thò bên ngoài quán trà không dám bước vào trong À, hàng đầu hữu tiến lên đầu hữu xin cứ thoải mái ngồi tại đây nha tại hạ xin cáo từ trước ly hải ngó nghiêng bên ngoài một chút liền cáo từ hàng lập rồi đứng dậy đi ra ngoài hàng lập mừng mê cái chén thanh tâm trà trong tay nhấp thêm một ngụm rồi làm bộ tùy ý nhìn ra phía cửa hết tập ba trăm lẻ năm cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của lassadio